Rồi sau khi mình tháo ổ cứng của mắt mút mình cắm qua cái máy này thì mình nghĩ là sẽ mút đó chuẩn hơn các bạn nha. Vậy mình test đó bên mắt mút là mình bó tay rồi các bạn nha. Nó báo là dung lượng của RAM ổ nhớ đệm là phải cần trên 640 kilobyte, mà có lẽ là dung lượng bộ nhớ đệm của mắt mút nó thấp quá nên nó không mút được. Thì ổ cứng bên kia nó bút không được, nhưng mà ổ cứng này nếu mà nó gắn qua máy này, ổ cứng đó bên mắt bút gắn qua máy này mà bút được, chứng tỏ là do cái cấu hình phần cứng của mắt bút không tương thích các bạn ha. Rồi hình vào hard disk nè, nét nè, bản này rất là chuẩn, mình rất là kết cái bản này của anh NV, anh bôi rất là chuẩn các bạn nha, bôi rất là chuẩn luôn á. Nè, có hai dòng các bạn ha. Này, bấm số 1 nè. Chúng ta bấm số 1 các bạn nha. Rồi, Enter. Số 1 nó hiện ra đây. And Enter. Ở đây thì chúng ta bấm F4. F4. F4 thêm một lần nữa. Rồi, trước mình chia sẻ với các bạn là cái vụ mà ghi lại cái bét. Ghi lại cái bét các bạn nha. Ghi lại cái bét. Để giờ mình dùng cái điện thoại khác, nếu mà các bạn có cái viết hay cái gì đó các bạn ghi cũng được, không cần nhất thiết cái điện thoại, nhưng mà tốt nhất là chúng ta note thành một cái file, một cái danh sách, cái list nó, để chúng ta biết được cái thứ tự cái nào mà nó nằm trong khoảng lớn hơn 500 ms giây nè là cảnh báo ha, còn nằm dưới này là chúng ta bắt buộc phải cắt bỏ cái phần đó luôn, nằm dưới này là bắt buộc tuyệt đối là phải cắt bỏ các bạn nha. Trên dưới 2 GB cho nằm trong cái phần dùng này là trên dưới 2 GB thì chúng ta phải bỏ cái phần đó. Rồi thì video trước mình chia sẻ rất là kỹ rồi các bạn ha, video mà test bed với MHDD, thì video này mình sẽ chia sẻ cắt luôn. Mấy video trước là mình chưa chỉ cặn kẽ, video này mình sẽ chia sẻ là cắt trên phần mềm luôn ha. Bed tới đâu mình cắt tới đó luôn. Cái ổ này mình chia sẻ với các bạn xíu về cái thông tin để chúng ta nhận dạng cái ổ cứng nè. Nè, cái phần trên đây các bạn có thể là không thấy rõ, nhưng mà mình chỉ cho các bạn cũng biết rồi ha. Cái này là cái đầu tiên là Hitachi, nó là cái tên ổ cứng. Cái thứ hai là cái mã ổ cứng. Cái dòng bên đây nó là cái setter. Ví dụ ổ mình là 160 GB thì các bạn cứ nhân đôi lên ha. 160 GB là 300 setter, nhưng mà nó là hàng triệu các bạn nha. 300 triệu setter, 1 GB tương đương với 2 triệu setter. Thì 160 GB là nó 300 320 các bạn ha. 160 nhân 2 là 320 triệu setter, nó tương đương các bạn nha. Trong khoảng mình đã nói trong cái khoảng tương đương thôi, chứ không phải trăm trăm là nó là đúng cái con số đó ha. 1 GB tương đương với 2 triệu setter. Rồi các bạn lưu ý cái phần đó ha. Rồi cái phần này cũng quan trọng các bạn ha. Nè, những cái setter đầu tiên là nó luôn luôn load nhanh là cái AVG nè ha. AVG nó 40 mấy ngàn kB trên giây. Cái ổ này tầm 40 mấy ngàn kB trên giây này, cái ổ này là tương đối ổn đối với một cái ổ cứng mà SATA 2. Mình nói đúng không ta, lâu quá quên mất tiêu lý thuyết rồi ha. Đối với cái ổ mà nói chung là ổ cứng là dạng dạng thấp á, dạng trung bình đó các bạn ha. Nếu mà các bạn test mà đầu những cái setter đầu tiên mà nó lên 8 mấy ngàn là ổ nó ổ à nhầm mình nói nhầm rồi, xin lỗi bạn, là ổ này 5.400 vòng trên 1 phút, trên 1 giây, với lộn 5.400 vòng trên 1 giây các bạn nha. Nó 5.400 vòng trên 1 giây, nếu mà 8 mấy ngàn kilobyte trên giây ở những cái setter đầu tiên á, là nó là ổ 7.200 vòng, 7.200 vòng trên 1 giây, nó quét theo cái tốc độ đọc của mặt đĩa các bạn ha. Thì các bạn có nghe ổ 54, ổ 72 vậy đó là nó đó. Còn ổ SSD thì nó chạy trăm mấy không các bạn nha, một trăm mấy ngàn setter trên 1 giây đó.
Rồi, tùy theo tốc độ của cái ổ mình tốt thì nó sẽ quét nhanh, nó không có gợn sóng như thế này. Gợn sóng như thế này là các bạn thấy không nè, cái gợn sóng nè, cái màu xám nè, xám này nè, là đó là 10 mm, 10 mm giây đây, đây các bạn thấy không đó, mà không biết phải mili giây không, mình nói đại đại thì mới đúng không. Rồi đó, 10 mili giây các bạn thấy không, nó chạy rất là nhiều nè ha, 30 mili giây nó cũng cũng đứng hàng đầu đó, 50 mili giây dầm máy. Rồi thì trung bình đây, cái thời gian trung bình nó đếm ngược đây các bạn nha, đây thời gian trên đây là thời gian trung bình đếm ngược nè, e ht nè. Đó, thì cái khoảng thời gian này tương đương với cái thời gian mà nó quét hết cái ổ, tùy theo cái ổ mà nó bét hay là nó quanh nin chỗ nào thì nó sẽ quét nhanh hay chậm. Nếu mà cái ổ mà quanh nin nhiều quá hoặc là bét nhiều quá có thể nó mất thời gian nhiều hơn. Những cái đoạn nào mà nó báo màu hồng màu cam này nè, bạn muốn nói màu gì ta tùy các bạn ha, mà nó báo đây nhiều á thì báo nhiều mà liên tiếp á thì tốt nhất bạn cắt bỏ phần đó đi. Thì mình ví dụ luôn ha, em mình đang ở 30 triệu sector đi, thì lâu quá cũng quên là biết phải F4 rồi, phải vàng bấm F4 nữa rồi, F4 hay F3, F1, F2, Enter F4 hả, cái nào ta, ESC, không phải ESC, chết rồi, F1, F, nè, rồi các bạn coi F thì chắc ăn ha. Nè, nó nhảy enter nè, shift stop là shift F4 nè, smart rule F3 reset, F2, mấy cái nào không quan trọng chúng ta khỏi để ý các bạn ha, stop shift F2 ở đâu quên rồi ta, shift F3, shift F3, shift F3, chết rồi, nhảy lại rồi, một là enter nè và F4 hay sao nó ra cái bảng này các bạn nha. Thì chúng ta chỉnh nè ha, chỉnh setter nè, nè ta bắt đầu là mấy, ví dụ nó 30 triệu đi, thì giờ gõ cho 30 triệu cái bàn phím không ăn rồi các bạn ơi. À, bây giờ mình bấm F4 luôn đi ha. À đây Star đây, mình bấm Enter cho chỗ đó, bấm Enter các bạn ơi. 30 triệu đây. Đây, đây là 3 triệu rồi nè. Đây 30 triệu Enter cái nè. Đó, thì mình bấm Enter tiếp thôi. Cái phần N là đây mình bấm Enter thế này đó, N là chỉnh lại nè. Chỉnh là EN ví dụ là 33 triệu, 33 không 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 rồi 33 triệu rồi 34 là nó sẽ quét trong cái khoảng 30 triệu đến 33 triệu thôi bạn ha. Đó thì mình bấm bấm thử coi, nãy là Enter hay Shift F4 hả, Enter left. F mấy mình quên rồi ta, nó sẽ có cái một cái F hay cái gì đó lúc nào đó mà nó sẽ dừng, bấm F3 nó ra lại các bạn ha, bữa mình test rồi giờ mình quên đúng không ạ, rồi không mình quên, các bạn bấm Shift F3 cho nó thoát ra đi, chỉnh lại giống mình cũng được. Giờ nè chỉnh nè, nó chỉnh lại 30.000 nè, 123 30 triệu nè, nó xuống enter lại nè, nó chính ví dụ 35 triệu không 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 đó, enter F4 mình sẽ tìm cái nút quay shift sc, à bấm shift sc các bạn nha, đè chữ shift bấm sc, đè chữ shift bấm sc
R34. Ừ. Nó ra thì nó tính chúng ta chỉnh ha, để mình lấy 30 triệu cái gốc đi. Rồi cái cuối là cái gì? Cái cuối muốn cho nó chạy tới cái cuối hết luôn là chúng ta điền cái số này vô. Là 3 3 1 2 5 7 9 6 9 5. Rồi enter F4. Rồi, bây giờ nó quét từ 30 triệu các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Nó quét ở đây 30 triệu nó chạy lên nè. Hồi nãy vậy là chúng ta muốn dừng hay gì đó thì chúng ta bấm Shift ESC, đè chữ Shift bấm chữ ESC rồi chúng ta nhập giống như mình ấy ha. Rồi các bạn chờ cho nó quét trong cái khoảng nào mà nó có mấy cái setter này nè, 500 mili giây nè, 500 này là nó cũng gần xuống đây, có nghĩa là khi mà nó bị một đốm ở đây thì nó cũng sẽ dần chuyển qua đây, nó chuyển xuống đây là nó sẽ qua nin. Cái ổ cứng mình nó cũng khi mà nó load dữ liệu qua đây nó cũng sẽ chậm lại các bạn nha, nó chậm nó lắc tùy theo cái mức độ mà bị nhiều hay ít liên tục hay không đó. Thì mình xuống dưới đây là coi như là phải bỏ rồi nè, trên này thì còn xài tạm được, xài xài đỡ đỡ được, nhưng mà tốt nhất là khi mà nó báo anh niên các bạn cắt bỏ luôn đi ha, nó báo ngay cái dòng này nè, ở đây bị ngay đốm nào thì chúng ta cắt bỏ đốm đó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dừng các bạn nha. Mình dành cái thời gian video này để mình cắt cắt ha. Lót cái này, quét cái này các bạn nhìn cũng biết rồi, mình chia sẻ rồi ha. Rồi mình dừng rồi để lát mình chừa lại cái đốm nào nó hiện lên thì mình lưu lại rồi mình cắt cho các bạn xem ha. Cắt bằng phần mềm các bạn ha. Rồi, nó bị đây UNC các bạn nha. Đây đây đây, chết rồi. Đó, phần này nè. Mình phải chụp lại thôi. Rồi nó bị ngay khoảng 67 triệu các bạn nha, bị liên tục nè. Hồi nãy là cái lúc mà mình cài Windows 7 các bạn thấy không? Là nó quét ha, nó quét mình cứ tưởng là nó repair cái phần bát. Là nó phục hồi phần bát lại thành công nhưng mà nó báo là gì là short rồi. Nếu mà bị như thế này thì chúng ta phải cắt bỏ các bạn nha, 67 triệu. Trước 67 triệu là bỏ 2 triệu, nghĩa là 65 triệu hoặc 64 thì dự theo 60 triệu càng tốt, thì tùy các bạn thôi ha. Chúng ta cắt bỏ phần này nè, rồi mình sẽ ghi nháp là ngay ngay cái đấm bét là 67 triệu, còn cái mấy trăm lẻ khỏi cần ghi các bạn nha. Chúng ta lấy cái số chẵn rồi chúng ta trừ ngược về trước nên chúng ta không cần phải phải lấy cái số lẻ đâu. Rồi để cho nó qua cái đốm này coi như thế nào, qua cái đốm này thì chứ giờ chúng ta để nhanh á, nó bét liên tục thì chúng ta không biết nó bét tới khi nào và mất thời gian bao lâu, thì giờ chúng ta test tiếp là khoảng 60 69 70 70 70 triệu đi ha. Rồi ship SC nè, rồi 70 triệu cho 72 triệu luôn nè, 72 000 000 enter xuống n nè, lấy cái số này chuẩn luôn các bạn ha. Rồi cho test tiếp luôn F4 luôn. Rồi nó 72 triệu rồi, nó hết không? Nếu nó hết thì chúng ta cắt trong khoảng đó, nếu còn thì chúng ta chạy tiếp các bạn nha, còn thì chúng ta dự trù khoảng cách tiếp. Nó còn vanin nè các bạn ha, nó còn vanin nè, còn vanin hay đốm nè, chúng ta khoan không chắc ăn đâu. Giờ cho 75 triệu luôn nè, rồi 75 triệu nè, rồi enter F4 và 75 triệu có nó mượt chưa, nếu nó không có còn quanh in 500 mili giây nữa thì chúng ta mới chắc ăn là lấy trong cái khoản này. Rồi vậy là từ này nó báo nè, nó báo năm mấy nữa nè,
Này cũng sắp warning nữa nè các bạn nha. Rồi, sắp warning nữa hả? Cho khoảng cách tiếp luôn. Cho 7 79 triệu đi. 80 triệu cho nó tròn đi. Rồi, giờ 80 triệu rồi hết luôn chưa? Miễn làm sao mà né được hang này thôi. Tùy các bạn nha. Cái đốm ở trên này nãy các bạn cũng có thể lấy. Nhưng mà mình chắc ăn mình để sau này nó dữ liệu nó lưu thường trên đó đó. Rồi cái nó cũng sẽ bị quanh in thôi. Quanh in thì từ từ nó cũng sẽ bét. Nên mình trừ heo luôn. Trừ heo xa càng tốt. Rồi đó, mình sẽ cắt bỏ cái phần đó 80 triệu các bạn nha. Vậy là từ 72 triệu tới 80 triệu. Là mình trong cái khoản này quên, từ 67 triệu bị bét ha. 67 triệu thì các bạn có thể lấy là 60 triệu tới 60 triệu hay 62 triệu cũng được. Cho tới lấy 80 triệu. Đó, thì trong khoảng đó chúng ta cắt bỏ ha. 62 triệu là 31 GB. 31 GB. Rồi tới 80 triệu là chúng ta cắt bỏ từ cái ghi 31 thứ tự của cái dung lượng là 31 GB cho tới 40 GB, là cắt gần 9 GB các bạn nha, gần 9 GB đó. Rồi cắt trong khoảng đó chúng ta cắt bỏ. Rồi xong một phần chúng ta test còn lại thôi. Rồi tới đâu thì chúng ta làm tương tự tới đó, chúng ta cắt bỏ tiếp thôi các bạn, lưu trong khoảng nữa ta test cắt khúc cắt khúc. À, mình có bị nữa thì mình cũng không ấy đâu, mình vừa thời gian này chọn thời gian này mình cắt trên phần mềm các bạn ha. Rồi các bạn cứ làm tương tự thôi. Rồi xong các bạn nha. À, test xong ổn luôn thì mình chia sẻ với các bạn nè, là cái khoảng bét nó như thế này 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 các bạn thấy không. Giờ mình ví dụ vài cái nha, mình để đây đi, để đây là các bạn thấy luôn ha. Ví dụ vài cái đối với cái phần bếp này ha, để chúng ta dễ hình dung nè. Đấy, bạn thấy như ta. Rồi, để giữa cho thấy các bạn ha. Rồi, giờ mình nói, bữa nãy mình nói ship FC, ship ESC, à, không cần chữ ship các bạn nha, bấm ESC thôi vẫn dừng lại được. Rồi, giờ mình test thử ha. Giờ bắt đầu bếp là 67 triệu nè. À, đó, bếp setter 67 triệu cho tới à, 74 triệu đến 74 triệu thì mình bấm thử 67 triệu nè. Đó, không 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 không. Rồi đó, nó là cái nếu mà bét nó không từ 67 triệu nó chưa bét, nhưng mà nó chạy xíu thì nó mới bét. Này là warning ha. Rồi bắt đầu nó sẽ bét nè. Đấy, rồi cho ta biết như đó thôi. Rồi, nó kéo dài cho tới cái phần bét này, nó kéo rất là dài các bạn nha. Nó dài là tới 74 triệu luôn ha. Đó, 74 triệu luôn ha. Đó, thành ra là bắt buộc cái phần này là phải bỏ hết rồi nè. Thì 78 triệu thì test ok. 73 8 triệu test ok. À, 78 triệu mà đến 98 triệu. 78 triệu đến 98 triệu. 78 88 98 20 triệu. Setter tương đương với 10 GB. 20 triệu setter là trong cái khoản này ok, không bét mà tương đương với 10 GB. Vậy thì chúng ta để dành 10 GB này làm gì? Thôi bỏ luôn đi các bạn nha. Rồi bỏ khoản này luôn đi, 98 triệu nè. Nè, mình cho test cho các bạn xem là 98 triệu ha. Rồi enter 98 000 000 enter F4. Nè, 98 rồi, bắt đầu anh nên nè, đó. Anh nên là bét nè. Rồi các bạn thấy không? Đó, thấy chưa? Rồi. Đó, bét thấy chưa? Rồi. Rồi. Cái này là không ổn nữa nè. Giờ mình chuyển qua 105 triệu ok. Rồi tới cái khoản này rộng rộng nè. 105 triệu thì ok. Rồi tới 160 triệu mới bét. Cho 100 triệu đi, tới 6 160 triệu, 100 tới 160 là 60 triệu setter. Tương đương với 30 GB, rất là cũng khá là rộng các bạn ha. Tương đương với 30 GB khá là rộng thì này mình cho ok được nè, là mình dùng cái khoản này được nè.
Cho 100 triệu thử coi bé không. Không, 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 không. Rồi, test 100 triệu sector rồi các bạn ha. Rồi, coi có bet không. Không bet là lấy đoạn này luôn. Đó. À, 101 bet. Nhưng mà tại nãy mình trừ hao là 105 triệu luôn. Để nó còn ấy nè. Giờ mình lấy hơi xác xíu nè. Còn không, lấy rộng rãi 105 triệu mình test rồi. 105 triệu test rồi, ok được thì ấy luôn. Mất công test lại mà ha. 103 triệu rồi. Không 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 không. Enter F4. Rồi 103 triệu. Ê, trên lệch 1 triệu bao nhiêu à, trừ heo cho nó rộng. Ờ, sau này nó lây lan mà. Gần 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 nó dễ bị lây, nó dễ bị hỏng tiếp lắm. Các bạn trừ heo cũng được, không sao. Trừ rộng rãi thì chúng ta test vậy cũng được. Rồi 103 triệu ha. 103 triệu ok. Thì ghi đây 103 triệu nốt lại. Tại nãy mình test test xa xa nên mình chị heo rồi ha. Đó, nên mình biết mình lấy rồi, cái khoản nào mình cần lấy thì mình phải test xác lại. Còn khoản nào mà biết chắc là bỏ là nên chị heo. Chị heo xa xa. Lấy thì rút lại. Rồi, tiếp tiếp nè các bạn ha. Vậy coi như này là ok rồi nha. Mình đó mình test rồi ha. Rồi bây giờ test nè. 162 triệu ok. Mà tới 186 triệu lại bet. Cái cộng này là trong cái giải này nó bet hết các bạn ha. Mình đã test rồi. 162 triệu lên 172 182 20 triệu sector, 24 triệu sector mà lại bet, có nghĩa là 24 mà 12 ghi, 12 ghi trong khoảng 12 ghi mới là lại bet thì thôi lấy làm gì nữa. Bỏ luôn vô rồi. Rồi 198 triệu ok. 98 1 198 triệu ok, 208 10 triệu sector. Trên 10 triệu sector, 11 triệu sector mà nó lại bet rồi, thôi bỏ khúc này luôn các bạn nha. Bet kiểu này là coi như là cái ổ này coi như là tiêu rồi đó. Rồi, 218 triệu ok. Mà 220 triệu lại có một cái đốm quanh nè, là lớn hơn 500 ms giây bạn ha. Rồi 220 triệu mà lại đến 228 triệu, cách nhau có 8 triệu thôi mà lại có bet nữa nè. Là khúc này coi như bỏ nữa liên tiếp luôn nè. Từ 209 triệu tới 232 triệu bet nè. Là cái đoạn này nguyên cái đoạn này là coi như bỏ hết nè. 238 triệu ok. 238 triệu ok. Rồi 238 48 58 58 cộng thêm 5 triệu là 25 triệu bet. 25 triệu setter là có 10 12 ghi mấy cho 13 ghi luôn đi là 26 triệu. 13 ghi trong vòng 13 ghi mà nó lại bet nữa nè. Hiện tại còn cắt làm gì nữa các bạn ha. Bỏ luôn cho rồi. Cắt nhiều cái dữ liệu trên máy các bạn nó nhiều là nó đợi rất là lâu các bạn, có đợi đợi cả ngày luôn á. Trên 100 GB dữ liệu là đợi rất là lâu luôn ha. Chúng ta bỏ luôn cho rồi ha. Rồi. Rồi cái đoạn cuối cùng nè, rồi lại ok nè, 168 triệu sector là tới cuối cái đoạn luôn. Là 312 triệu ha. 312 triệu mấy tới cuối cái ổ đĩa luôn là ok là lấy được. Thì chúng ta lấy tóm lại lấy hai đoạn là 268 triệu. Giờ mình test là 266 267 rồi ha. Rồi 266 thôi coi, 266 000 000 enter 4. Rồi, mình rút lại xíu để mình lấy thêm cái đoạn 1-2 ghi dữ liệu gì đấy. Đó, rồi đoạn mình lấy trừ heo tiết kiệm lại. Tại cắt quá nhiều rồi. Coi như là bỏ trọn vẹn cái đoạn 160 triệu các bạn nha. Bỏ cho tới là 263 triệu luôn. 263 triệu. Thì mình mới test ra, rồi dừng lại nè. 268 triệu ok. Vậy cái đoạn này ok nè, 266 triệu ok các bạn ha. Rồi mình nhín lại xíu là 264 coi. 2665 thôi. Enter F4. 265 coi nó có bet không. Rồi chắc cũng không bet. Rồi 265 triệu. 6365. Rồi. Lấy 265 triệu các bạn nha. Nó thì rút lại xíu gì đó. Rồi lấy 265 triệu ok. Rồi
265 triệu này tới cuối đoạn ổ cứng luôn ha, là 312 triệu. Đó, 265 trừ 32 nhiêu là chúng ta lấy được cái số ghi còn lại trong ổ cứng. Rồi, bây giờ tiếp cuối cùng là chúng ta cắt bét thôi ha, dựa trên số này để đây chúng ta cắt bét thôi. À, coi như là ok hết đó bạn nha. Rồi, thoát ra thôi. À, dừng thôi. Mình dừng các bạn nha. À, có thể các bạn cắt trên máy này luôn cũng được. Rồi cắt trên gấp ổ cứng qua cái mắt bút rồi chúng ta cắt cũng được, mà với điều kiện là chúng ta phải bút vô được phần mềm BE, Win BE rồi dùng phần mềm cắt nha. Chứ không phải chúng ta ấy, nếu bạn nào muốn tiện thì dùng tiện trên máy này luôn, gọi qua mắt bút. Còn nào tùy các bạn thôi. Thì mình tự làm khó mình qua mắt bút mình cắt. Để mình coi nó có phát sinh lỗi xung đột gì không các bạn ha. Dùng phần mềm cắt thì nó ít lỗi hơn. Ừ. So với cái vụ mà chúng ta bút vô đó thì cấu hình phần cứng mắt bút không cho phép. Thì bấm nút nguồn tắt ra nhẹ nhàng thôi ha. Giờ dừng thôi. Mình sẽ đổi ổ cứng rồi qua mắt bút thôi. Cắm nguồn ngay từ nó khởi động vô các bạn nha. Đối với mắt bút á. Cái đời cũ này thôi, còn đời mới mình không biết như thế nào. Là do mình không có dùng pin các bạn ha. Có pin thì chắc nó khác. Rồi chỉ còn có 4 7 phút thôi. Nên mình sẽ rút gọn tiết kiệm cái nào được tiết kiệm thời gian các bạn ha. Rồi mình test vào cái hệ hành mini thôi. Đó, mình bút vô cái hệ hành mini rồi mình chạy cái bật ti tí xanh Winra. Đó các bạn ha, mình dừng nha. Khởi động vô các bạn cũng biết rồi. Để chia ổ đĩa chuẩn nhất thì các bạn phải dùng cái phần mềm mặc định WinBE đang hỗ trợ, hoặc là cái phần mềm đó là phải chạy trên ổ đĩa khác, không được nằm trên bất kỳ ổ nào trong những cái ổ mà của ổ cứng của mình các bạn ha. Nó không thuộc ổ cứng nha, chỉ là thuộc ổ X của hệ hành WinBE thôi, hoặc ổ RAM disk thì tùy các bạn. Thì mình để cho ăn mình chép cái phần mềm đó qua. Đấy, mình chép phần mềm đó qua một cái ổ đĩa X, ổ đĩa ảo ha, rồi mình chạy phần mềm đó các bạn ha. Rồi leader hoặc run admin tùy các bạn ha. Rồi, hoặc là trên pin mini nó có sẵn nè. À, các bạn tùy cái bản nào hỗ trợ thì chúng ta dùng. Đấy, có hai bản các bạn ha. Hai bản này đều dùng ổn nè. Các bạn nào quen cái nào chúng ta dùng cái đó thôi. Cái này phần mềm này không ép buộc chúng ta phải dùng bản nào bạn nha. Chúng ta xài quen cái nào chúng ta dùng cái đó. Hoặc chúng ta xài ngoài đó cũng được, nếu chúng ta cái chuẩn trình chúng ta cao chúng ta xài ngoài đó cũng được bình thường mà ha. Rồi chúng ta bắt đầu cắt thôi, nhìn vào cái file chúng ta cắt thôi. Rồi nhìn vào cái file trên điện thoại hồi nãy chúng ta lưu các bạn ha, chúng ta cắt thôi. Bây giờ mình phải bỏ nè, bắt buộc phải bỏ nè, bắt buộc phải bỏ là từ 67 triệu nè. 67 là phải lui lại các bạn nha, phải lui lại 2 triệu sector. 67 là 67 là 65 triệu đó, là bỏ cho tới 103 triệu nè. Đó, 67 103 thì chúng ta lấy máy tính ta tính ha. Rồi chúng ta bắt đầu cắt. Giờ 67 triệu mình cho 66 triệu là 33 GB các bạn nha. Rồi 103 triệu là cho 104 triệu đi là 50 52 GB, 33 đến 52. Giờ các bạn không biết không? Bạn delete đi. Đó, đó, chúng ta delete đi. Là nó chưa nè, nó chưa nằm trong 52 triệu nè đúng không, là nó phải qua cái ổ bên này nữa nè. Đó, nó phải lắng qua cái ổ bên đây các bạn ha. Đó, là 30 33 33 GB thì nó nằm trong đây. Còn 52 GB là nó nằm qua ổ này rồi, bắt buộc ổ này phải cắt mớ nữa nè. Đó, chúng ta nhìn chúng ta hình dung ra ha. Giờ mình undo lại nè. Undo lại cho nó lấy đi. Giờ lấy cái khoảng này mình cắt nè các bạn nha, cộng 3 GB ha. Này trừ là 33 33 thì chúng ta sẽ remount và chúng ta kéo ngược các bạn nha, kéo ngược cho cái phần sau, có nghĩa là nó đang bị bét bét cái khoảng bên này thì phải làm sao cho cái phần này nó mờ ha, mờ đang cho nó nằm trong khoảng bét, chứ chúng ta kéo ngược lại là không đúng ha. Cái khoảng này là khoảng dữ liệu nè, xanh dương là khoảng dữ liệu nè. Đó thì chúng ta cắt các bạn nha. Rồi nên cứ như thế chúng ta cắt các bạn nha. Mình phải dừng đi, cái thời lượng video nó không có còn nhiều nữa, tại mình muốn gom trong một cái video các bạn ha. Rồi các bạn tính toán như thế nào không biết, là trong khoảng 33 triệu đó, 33 triệu phải không. Bây giờ cái này là 3 3 GB nè,
Thì thằng này nó 33, là thằng này nó phải 30 triệu. Rồi thằng này nó phải 3, nó lộn xin lỗi các bạn, 30 GB. Đó, thằng này 3 GB, nằm trong khoảng 33 thì thằng này phải 3 GB. Rồi mình trừ heo nó chưa được 3, 30 triệu luôn đó. Đó, rồi ok. Rồi chúng ta bắt buộc phải bỏ thằng này. Đó, còn thằng này thì nó lui lại. Thằng này dung lượng lớn nè các bạn nha. Thằng này dung lượng quá lớn đi. Thì chúng ta nên apply cái này đi ha. Apply đi, đỡ đỡ mất thời gian các bạn nha. Cho nó chạy cái này đi cũng khá lâu mà ha. Dung lượng cái ổ win nè, cũng mười mấy ghi gì đó. Nên chúng ta apply này trước đi ha. Nó sẽ chuyển dữ liệu rồi nó lưu tới lưu lui, nó mất thời gian. Thì cũng rồi, cái này cũng ổn, nhanh hơn các bạn. Trong cái phần mà nó không chứa dữ liệu nữa các bạn ha. Còn cái thằng này nè, phần đầu này chứa dữ liệu nè, nên nó phải mất nhiều nữa. Mất nhiều thời gian hơn nè, nó phải đẩy dữ liệu ra phía dồn về dữ liệu về phía trước á. Rồi mình nghĩ đoán lần này nó sẽ mất dữ liệu mất thời gian nhiều hơn nữa các bạn ha. Rồi. Rồi, mình dừng mình tính toán sơ cái mình nói tiếp các bạn nha. Rồi tiếp các bạn nha. Hồi nãy tổng của ba cái ổ này nè, lúc mình chưa chia mình gom lại cho các bạn xem nó là 48 ghi mấy. À, mình cho là 50 49 ghi đi ha. 49 mà cái phần này là không bét là trong khoảng nhiêu? À, 103 là 5 52 49 52 49 50 51 52. Vậy là phải lui thằng này tới 3 ghi các bạn ha, 3 ghi. Dạ, chia nè. Lui tới 3 ghi nữa nè. 100 trừ 3 ghi là cho 97 luôn đi các bạn nha. 97. 100 trừ 3 ghi 97. 97 97. 97 thì nó phải phải ít hơn 97 đi các bạn ha. Này nó 97 mấy nè. Rồi, nó 97 96 8 gì đó. Đó là nó dồn lại trong cái khoảng này, là khoảng này nó bét đó các bạn ha. Đó. Rồi là trong khoảng đó nó bét rồi. Là khoảng này không mình ok cái này đi. Ok apply đi các bạn nha. Làm từng cái thôi, dồn nhiều quá là nó mất thời gian rất là lâu các bạn ha. Làm từng cái thôi. Rồi tiếp đó các bạn cắt tiếp thôi. Trong khoảng 160 này, trong cái khoảng tiếp nè, là cái khoảng này nè. Đó, cái khoảng này nè, cái khoảng này còn lại là ok nè, sử dụng cho tới 160 GB. Xin lỗi bạn, 160 triệu thì nó là được 30 GB. Nha, nó được 30 GB thì cộng là 30 GB lùi xíu, lùi chừng 22 GB đi, là 28 GB. Thì trong khoảng này chúng ta chừa 28 GB. Kéo sao chừa 28 GB là ok các bạn nha. Rồi, còn lại phần cuối thôi. Phần cuối các bạn. Phần cuối cũng rất là dễ ha. Đó, thì chúng ta trừ cái khoảng nó ra là được cái đoạn cuối là 1 2 200 mấy là ok ha. Rồi hết giờ các bạn ơi.